Tao cũng chỉ để một bản thể, để dù bản thể như được bản thể không bị hạn chế, gò bó lên con pha với trong khuôn khổ và sau mưu mô không dễ khi tôi tàn phế. Có tôi muốn biết lý do sao tôi làm thế, một cái lý do là từ bỏ tôi vẫn làm thế. Mấy thằng huynh đệ vai kề cùng tôi làm thế, như là tán nhiệt sao mà cản kịp việc làm thế. Vì tôi đã khỏi nơi đó để được sống vì nó, mới chỉ tìm ra freedom trong phải phản diện. Như đứa kẻ điên không thích phải sợ mời tôi bị đi dụng, không phải là tiền mà là nhạc, chỉ là nhạc cũng cùng hướng hàng ngày mới là thứ ta đang truy lùng. Nếu như hip hop là một chất gây nghiện thì tôi đã quá quen. Vì tôi đã khỏi nơi đó để được sống vì nó, mới chỉ tìm ra freedom trong phải phản diện. Như đứa kẻ điên không thích phải sợ mời tôi bị đi dụng, không phải là tiền mà là nhạc, chỉ là nhạc cũng cùng hướng hàng ngày mới là thứ ta đang truy lùng. Nếu như hip hop là một chất gây nghiện thì tôi đã quá quen. Nên cái nhạc anh theo nó cũng hơi cá tính. Em phải thốt lên là thật tuyệt khi anh với thằng Bi làm nhạc khá dính. Luyện tập đốt thuốc một quá trình anh đâu hề quan tâm có mấy kẻ đã nhìn. Mà đôi lúc anh làm nhạc cảm xúc quá ok, chỉ là trả hình chứ thuộc bản thân chứ thuộc vùng nước khác. Anh dùng thanh âm vô cùng chất phát, anh cũng không biết họ réo tên ai khi bên tai là cùng lớn ác. Chứng minh thực vật là anh dùng cách rap, nó được làm được không hề khoác lác. Quần thuộc áo thun đi cùng snapback, thêm nghe còn lại chỉ là tập trung phát triển chính mình. Anh thay đổi tính tình vì những điều xứng đáng, xoay và đổi thế cờ ngay trước mặt hater như là làm chứng rán, chứng rán. Nhạc anh có cái đặc thù là khiến họ gật gù lên xuống như một sàn chứng khoán. Việc anh làm không cần giải thích đâu em, vì bên trên ngọc hoàng chứng giám. Với thằng fan anh biết cách anh sống, dù là vài lần cái tính anh nóng, nhưng mà đưa anh việc làm xấu xa tránh ra, trả lời là anh không. Nhẹ như cử chỉ thì luôn quăng phong, chọc cho hater tức tới tăng sông. Mọi việc anh làm đều luôn trôi chảy, gọi ta là anh không. Dù có bao nhiêu lời khuyên ngăn, nó có làm và làm just stand for that. Just stand for that, we forever young. Just stand for that, hustler, hustler. Miền Nam, Việt Nam, tiếng có được mục tiêu. Don't ask no cap. Lưu tên hay để cho còn nhạc thì đâu có gì khác. Mình đã đứng lại. Vì tôi đã khỏi nơi đó để được sống vì nó, mới chỉ tìm ra freedom trong phải phản diện. Như đứa kẻ điên nhưng không thích thì sẽ mời tôi bị đi dụng. Không phải là từng mà là nhạc, chỉ là nhạc của cảm hứng hàng ngày mới là thứ ta đang truy lùng. Nếu như hip hop là một chất gây nghiện thì tôi đã quá quen với